Chúng tăng già thanh tịnh, đức vô song tứ thánh xà môn, thừa hành di giáo thế tôn, đời đời tương tục bốn phương phổ hoằng. Từ quá khứ vô vàng tăng chúng, ở tương lai vô lượng thánh hiền, hiện tiền tăng bảo phước điền, con xin kính lễ gieo duyên niết bàn. Suvati phanno phagavato sa hoa ca sang khô Uchubati phanno phagavato sa hoa ca sang khô Nhà giả bati phanno phagavato sa hoa ca sang khô Sami chi bati phanno phagavato sa hoa ca sang khô Gia đi đăng cha ta ri phu ri sa yut ga ni Atha Phuri Saput Gala E Saphagavato Sawaka Sankho Ahuniyo Pahuniyo Dakhiniyo Ancharikaraniyo Anuttarang Punyakhetang Lokat Sati Bậc diệu hạnh thinh văn thích tử Bậc trực hạnh pháp lữ thiền gia Bậc như lý hạnh tăng già, bậc chân chánh hạnh dưới tòa thế tôn. Hành đạo quả bốn đôi tam chung, đệ tử Phật ưng cung tôn nghiêm. Cung nghinh kính lễ một niềm, thánh chung vô thượng phước điền thế gian. Na ti mê sa ra năng âm nhân, sẵn khô mê sa ra năng quả răng. Ê tê na sách cha quát dễ na hồ tu mê cha gá măng gá lăng Ô ta măng ghê na vạn đề hằng sẵn khanh cha đu huy thoát ta măng Sẵn khê vô khá li tô đô sô sẵn khô khá ma tu tăng Ma măng Tăng là nơi nương nhờ tối thượng cho chúng con vô lượng an lành Quy y tăng bảo tịnh thanh nguyện lời chân thật tác thành thắng duyên Gieo năm vóc trọn niềm sám hối những sở hành lầm lỗi vô minh Từ thân khẩu ý khởi sanh ngưỡng mong tăng bảo đức lành từ dung Văn đà mi chê ti văn sắc băng sắc bất thà nê su Ba tiết thi tăng xa ri ri ga tha tu ma ha po thiên Bút tha ru băng xa ga lăng xa đa Ngàn xưa lưu dấu cha lành Bảo tháp xa lời kim thân Phật đà Bồ đề khắp cõi ta bà Nhất tâm kính lễ hương hoa cúng dường Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai bậc ứng cung chánh biến tri minh hạnh túc Thiền thệ thế gian giải vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thiết thiết thực hiện tiền Vượt ngoài thời gian đến để chứng nghiệm hiệu năng hướng thượng tri giả thân chứng Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn bậc diệu hạnh trực hạnh như lý hạnh Chân chánh hành gồm bốn đôi tám vị đang nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ là phước điền vô thượng trong đời. Giờ nghe Pháp đã lễ bái tam bảo xong. Dạ, con kính anh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh. Dạ, kính chào quý Phật tử, kính mời quý Phật tử cùng nghe Pháp. Xin thọ trì quy giới. Dạ, con kính thỉnh Thượng Tọa Minh Hạnh trao truyền quy giới cho hàng Phật tử chúng con. U ca sa mại hằng phần tê vi sung rắc khá na tha gia ti sa ra nê na sa ha banh cha si la ni ya cha ma Bạch Ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để phân giữ hành theo cho được sự lợi ích. Đu ti dầm pi mai hằng phần tê vi sung đắc khá na tha giá
ti sa ra nề na sa ha văn cha si la ni ya cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ nhì. Ta thi dâm bi mai hăng phận tê quy sung quy sung ra kha na tha gia ti sa ra nê na sa ha ban cha si la ni gia cha ma. Bạch ngài, chúng con xin thọ trì tam quy và ngũ giới nơi tam bảo để vân giữ hành theo cho được sự lợi ích lần thứ ba. Và con kính thỉnh thượng tọa minh hạnh trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng phật tử chúng con. Và con kính dâng mít đến sư. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A-la-hán cao thượng được chứng quả chánh biến tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Con đem hết lòng thành kính cúi đầu làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Con đem hết lòng thành kính làm lễ Đức Phật qua đó ngài là bậc A La Hán cao thượng được chứng quả chánh biên tri do ngài tự ngộ không thầy chỉ dạy. Buddhang saranam gacchami. Mi con đem thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiya bi Buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Dutiya bi Dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Dutiyam bi sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ nhì. Tatiyam bi buddhang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ ba. Tatiyam bi dhammang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ ba. Tatiyam bi sanghang saranam gacchami. Con đem lòng thành kính xin quy Tăng. Lần thứ ba. Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Sanghang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Tăng. Dutiyam bi Buddhang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật. Lần thứ nhì. Dutiyam bi Dhammang saranam gacchami. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp. Lần thứ nhì. Dutiyam bi Sanghang saranam gacchami.
Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ nhì. Ta ti yam bi vut thằng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Phật lần thứ ba. Ta ti yam bi thẩm măng sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy Pháp lần thứ ba. Ta ti yam bi song khăn sa ra năng gạch cha mi. Con đem hết lòng thành kính xin quy tăng lần thứ ba. Tỳ sarana gahanang paripunang, phép quy tâm bảo tròn đủ chỉ có bấy nhiêu. A ma phận tê dạ xin vâng. Ba na ti ma ta ve ra ma ni sa kha pa đăng sa ma ya mi. Con xin vâng giữ điều học là khuy tranh xa sự sao sanh. Adina dana veramani sikha badang sama yami. Con sẽ luôn giữ điều học là có ý răng xa sự trộm cắp. Kame sumichiha chara veramani sikha badang sama yami. Con sẽ luôn giữ điều học là có ý răng xa sự tà dâm. Musa wada Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự nói dối. Sura Mera Yamachapa Madathana Veramani Sikha Badang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là có ý tránh xa sự dễ uống rượu và các chất say. Panatipata Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là quý tránh xa sự sát sanh. Adinna Dana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin vâng giữ điều học là cố ý tránh xa sự trộm cắp. Kame Sumicca Chara Veramani Sikha Padang Samadhiya. Con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự tà dâm. Musa Wada Veramani Sikha Padang Samadhiya. Con xin quân giữ điều học là Kui Macha Pamadyathana Veramani Sikha Padang Samadhiyami. Con xin quân giữ điều học là cố ý tránh xa sự dễ vui, uống rượu và các chất say. Imani Bancha Sikha Padani Sathu Khang Katawa Apmamadena Nicha Kalang Sammaragitambang. Chư thiện tinh nên thọ trì ngũ giới này chứ được trong sạch, phải vẫn giữ hành theo cho đến trọn đời, chẳng nên dữ vui. A ma phần tê dạ xin dân. Silana su gat nhan ti silana phu gat sam ba da silana ni pu tan nhan ti ta sma si la vi so tha ye. Các chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh được giàu sang cũng nhờ giữ giới, các chúng sanh giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Bởi các cơ nên chư thiện tinh phải ráng thọ trì, dễ luật cho được trong sạch, đừng có lâm nhơ. Sa thú lành thai. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa Minh Hạnh đã trao truyền tâm quy và ngũ giới cho hàng Phật tử chúng con. Và chúng con kính tri ân Thượng Tọa. Và bây giờ kính mời Sít Rạng Đông post bài lên cho Phật tử mình ôn bài để nghe Pháp. Kính chào chư Tăng rồi nhường mít cho Sít Rạng Đông nha. Dạ, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh Đại Đức Pháp Tính cùng chư Tôn Đức. Mến chào Sít Rạng Đông, Thi Lăng, Tam Hạnh, Sít Ái Minh, Buông Bỏ, Châu Phan, Nghe Pháp, Quynh Phan Văn Liêm, Su Khá, Anh Đức Khá, Sít Trần Đạo,
Dạ, kính mời Sít Ái Minh, Sít Trần Đạo, Sít Rạng Đông, kính mời quý vị đưa tay lên ông bài nha, nghe pháp xin nhường mic nha. Sa Thú Lâm Thai, cô ngàn pháp, con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, ân đức Phật, ân đức Pháp và ân đức Tăng. Con kính đảnh lễ chư tôn đức trong đạo tràng, kính đảnh lễ thượng tọa Minh Hạnh, sư Pháp Tính. Con kính chào đạo tràng. Sau đây con xin đọc ôn bài câu pháp cú số 159. Át ta nành chê tá thà cá dí ra, gia thành nhá ma nú xà sa tí, su đành tù quá ta đầm mề thá, át ta hí kí ra đút đa mồ. Át ta nành chê tá thà cá dí ra, gia thành nhá ma nú xà sa tí, su đành tù quá ta đầm mề thá, át ta hí kí ra đút đa mồ. Át ta nành chê ta thà ca di ra, gia thành nhà ma nu xà sa tí, su đành tù quá ta đầm mê tha, át ta hí kí ra đút đa mồ. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thai tự điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Át ta nành chê ta thà cá dí ra, giá thành nhá ma nu xà sa tí, su đành tù quá ta đầm mề thá, át ta hí ký rá đút đa mồ. Tự mình hành động thế nào mới mong giáo hóa ra sao cho người, hãy nên chế ngự mình rồi mới mong điều phục cõi đời lao xa. Bản dịch của Hòa Thượng Giới Đức. Kính mời chị Trần Đạo. Dạ, thăm ma giá Nam Mô Sân Khai. Sao cho người, hãy nên chế ngự mình rồi mới mong điều phục cõi đời lao sao. Đó là phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, con đã kể xong, xin gửi mic lại cho đạo tràng. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mà Giá, Nam Mô Sân Khà Giá.
Con kính đảnh lễ ơn Đức Chư Phật, kính đảnh lễ ơn Đức Giáo Pháp, kính đảnh lễ ơn Đức Chư Tăng, con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, đời Đức Pháp Tính, Ái Minh kính chào quý anh chị. Con xin phép được trả bài câu Pháp Cú số 159. Atananche Tatha Kajira Ya than nya manu sa sa ti su dan to wa ta da me tha a ta hi ki ra du da mo a ta nam je ta tha ka di ra ya than nya manu sa sa ti su dan to wa ta da me tha a ta hi ki ra du da mo a ta nam je ta tha ka di ra Ya thanya manusa sati sudanto wa ta dame tha atahi kira dudamo. Hãy tự mình, hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu. Atananche tatha kajira Ya thanya manusa sati sudanto wa ta da me tha atahi kira dunda mo atanan che ta tha kajira Ya thanya manusa sati sudanto wa ta da me tha atahi kira dunda mo Tự mình hành động thế nào mới mong giáo hóa ra sao cho người, hãy nên chế ngự mình rồi mới mong điều phục cõi đời lao sao. Phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức. Dạ, Anh Minh kính mời bàn tay. Dạ, kính mời cô nghe Pháp ạ. Dạ, Nam Mô Bổn Thà, dạ Nam Mô Tham Mà, dạ Nam Mô Sằng Khà, dạ. Con kính ảnh lễ Đức Phật, con kính ảnh lễ Giáo Pháp, con kính ảnh lễ Đức Tăng, con kính ảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, lễ Đức Phật Tính cùng Chư Tôn Đức. Kính chào quý cô tu nữ cùng quý đạo hữu trong đông. Con xin đọc ôn bài câu Pháp Cú số 159. Dạ, cảm ơn Sít Ái Minh. Atta nam chê ta tha cá nhí ra Giá thành nhà má nú xa xá tí Xú đàn tồ quá tá thầm mê đầm mê thá Áp tà hí ký rá đúc đá mô Áp tà nanh chê tá thà cá dí ra Giá thành nhà má nú xa xá tí Su đàn tô quá tá đầm mê thá sao cho người hãy nên chế ngự mình rồi mới mong điều phục cõi đời lao sao bản phổ thơ của Hòa Thượng Giới Đức và mến mời bàn tay của Xú Khá. Alo. 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 Dạ con cảm ơn cô nghe Pháp. Cô ấy mình có giác đồng cho con biết tín hiệu. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khà Giá. Con kính đảnh lễ ân Đức Chư Phật, ân Đức Giáo Pháp, ân Đức Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Pháp Tín cùng Chư Tôn Đức Tăng. Con kính chào quý cô tu nữ cùng quý cô chú Phật tử trong đạo tràng. Dạ con xin đọc câu kinh Pháp Cú số 159. Atta lan chê ta tha ca di già gia thần nhâm ma lú xà sa tí su đần tù quá tạo đầm mề thá atta hí ký giá đút
đa lù đa mù át à lăn chê ta thà ca di già gia thần nhá malusa sati sudan tu wat ta đam mê tha át ta hí ký giá đút đá mù át ta lăn chê ta thà ca di già gia thần nhá malusa sati sudan tu wat ta đam mê tha át ta hí ký giá đút đá mù. Hãy tự làm cho mình như điều mình dạy người, khéo tự điều điều người, khó thay tự điều phục. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc bài xong. Dạ bây giờ con kính mời dạ cô Anh Minh ạ. Dạ dạ con kính mời cô Anh Minh lên mic ạ. Nam mô Bụt Thà. Dạ sa thú lành thai tổng thấy sis ái minh có tín hiệu thôi để rạng đồng xin thỉnh pháp sư sis ái minh. Dạ kính mời sis ái minh. Con kính đảnh lễ quý chư tôn đức tăng, kính chào quý anh chị. Con xin phép được thay mặt quý anh xin cung thỉnh pháp sư. Samachaloka thipati saham bati katan chaliyan thivarang aya chatha santi sathat pháp bà ra chắc kha chà thi ca đề xế tu thâm mừng nu ca. Binaka dân sư tán cha văn thằng phi thâm mơ chân mừng cô ta danh tu cha ni sa ya ma che e bang tâm ba ti ram ma Bhagavu Kasunina thi qua xa già Tăng Ha Buddha và Bà Đề Na Mi Ga Đa Văn Ta Tô Ga Tô Ban Cha Quát Gia Đa Yô Nê Dê A Mang Bà Dê Si Tham Ma Tô Ta Tô Ba Phu Ti Tham Sam Bu Thu A Nu Na Tham Ma Đê Sa Năng Ma kha va sa ni de se si sa ta na na kha si tha kang te na sa thu ai yo pan te de se tu tham ma de sa nang sap ba di tha ba di sa ya anu kam bam bi ka ta quê. Chúng sanh trong khắp cõi trần tối mê điên đạo không phân tôi tình cầu phận tổ cao minh ai trước ngay hiện hoài linh tình thương văn diệu quảng khai đạo pháp cao siêu tu hành theo đăng kết nhiều thiện duyên thế tôn được mang viên đạo quý con hết lòng hoan hỷ tán dương nhưng vì hoàn cảnh đang thương không đành bỏ mặt lạc đường làm thinh chúng sanh vốn đa tình lẫm bậc không thông đâu chân thật giả tà
vô thường khổ não chấp ta, ngày nay sơ ngộ thiết tha nhờ ngài, xin mơ tương diễn sanh nghe đằng pháp môn, thoát vòng khổ não dập dồn bấy lâu, giải thoát những nguồn sầu câu thúc. Vì đạo công phát sanh trí tuệ, hiện gia tương trong bộ minh duyên của các hạ. Mỗi trôi chim đắm bị ngu mơ vậy nắm chuyện gì, vậy nên cầu đấng từ bi tàu thuyền bát nhà trái đi vớt người, đưa qua chốn tốt tươi yên tình, bờ niết bàn chẳng dính trần ai, như đèn rọi suốt trong ngoài chiếu tia sáng khắp các loài hân hoan. Pháp đi trong khai hoàng rầm rộ, luật vi như đài cổ hoằng dương, kinh như dây đồ trường, luận như mận trong vẹt màn vô minh. Tư diễn chúng sanh tất cả bốn hàng, như sen trong nước minh quang luôn chờ, trời lo mọc đang nhờ ánh sáng, trổ qua lành rải tạng mùi hương. Còn vui phàm thiên vật khẩn nghĩ bao giai đời, nhắm vườn lộng gia ngày giờ chân sang, thuyết pháp đồ các hàng đệ tử, có năm thầy thỉnh dự pháp từ, đó là điều trần như được hương hương vị hữu dư niết bàn, rồi từ đó mơ mang giáo pháp 45 hà giáp vẹn hoàng, một lòng chẳng thôi không mòn, những điều lợi ích hằng còn lâu năm. Cả tam giới thường phổ cập, đám mưa lành rơi khắp thế gian, bởi nhân cơ tinh rõ ràng. Thịnh ngài thuyết pháp nói đàn từ bi, chúng tưởng toàn dạ chúng con từ bi hoan hỷ. Thuyết mười dạ con xin kính con xin cung thịt giờ được 2 ngàn chứ. Nam mô Bụt Thà Giá, Nam mô Thầm Mà Giá, Nam mô Sằng Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Cảm ơn Thượng Tọa Minh Hạnh Tăng, Tử Rạng Đông, Tử Thi Lâm, Tâm Hạnh, Võ Nghe Pháp, từ Châu Phan, người phương Nam, Phan Quang Liêm. Xin chào Phật tử Đạo.
Viền Say. Và kính chào toàn thể quý vị. Đã lâu rồi chúng ta do những cái Phật sự ở trong nước và ở ngoài nước. Và chúng tôi tổ chức lễ bên Ấn Độ rất là thành công, mỹ mãn. Và cũng các vị có mặt hay là vắng mặt ở trong đạo tràng, mong quý vị hoan hỷ một phút này để được an vui. Một chút nữa còn thời gian, thì chúng nghe cái cuộc lễ ở bên Ấn Độ vừa rồi. Để cho Hòa Thượng là chúng tôi thường gọi Ngài là Sư Trưởng, cũng rất là cảm kích công đức của Thượng Tọa Minh Thành đã rất là nhiều lần ủng hộ cho Sư Trưởng cùng với Chư Tăng. Nên rất cảm niệm của Thượng Tọa. Bây giờ thì kính thưa quý vị, chúng ta ráng này rồi kế tiếp thì chúng tôi sẽ về cái chuyến đi. Dạ, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học câu kệ Pháp Cú Kinh số 160. Như thường thích Attahi Attano Natho, Attahi Attano Natho. Bhagro Siya Kohi Natho Bhagro Siya Kohi Natho Bhagro Siya Attanawa Su đàn tề na, Atanawa su đàn tề na, na thằng, tí đúc lạp phẳng, lạp phá tí, na thằng lạp phá tí đùn lạp phẳng. Dạ, kính thưa quý vị, bài kệ này được bắt đầu bằng một cái danh từ Atta. Atta có nghĩa là mình hay là bản thân. Hay là tự ngã. Hí Attano. Attano có nghĩa cũng giống như Atta, nhưng mà do chia cắt nó khác nhau thôi, cũng là mình hay là bản thân hay là tự ngã. Natho, Natho có nghĩa là bảo hộ hay là hộ trì. Natho có nghĩa là bảo hộ hay là hộ trì. Cô, cô có nghĩa là ai hay là người nào. Cô có nghĩa là ai hay là người nào. Hí có nghĩa là thật vậy, chúng ta đã biết rồi. Natho, Natho cũng có nghĩa là bảo hộ hay là hộ trì. Bhagro, Bhagro có nghĩa là người khác. Bhagro có nghĩa là người khác. Siya, Siya thì giống như động từ to be. Siya có nghĩa là hay là thì.
Tanna có một cái dấu giãn lược ở phía trước của chữ vá, có nghĩa là Atana cộng với ê quá. Ê quá, ê quá nó chỉ là một cái từ để điểm của nó. Atana hay là bản thân hay là tự ngã, giống như ở trên. Tê ná có nghĩa khéo kiểm soát. Su đà tề ná là đã khéo kiểm soát. Kế tiếp thì chúng ta có na thăng. Na thăng thì cũng giống như chỉ na thô, do một cái chia theo chủ cách, cái chia theo đối cách thôi. Thành ra một cái vị hộ trì có chí, có nghĩa là đạt được. Đun lá phăng, đun lá phăng có nghĩa là đun lá phăng đạt được việc khó đạt và xa thú làm thai. Rồi Attano na thô cô hí na thô bắt rồi sinh ra Attana quá su đàn tì nát na thằng, có nghĩa là nào có ý chỉ khác, chỉ khó được và thường. Bây giờ thì số vậy thì trước khi đi vào cái phần duyên sự về ý nghĩa, chúng tôi để tâm bảo một cách tóm tắt. Arahang samma sambuddho bhagava buddhang bhagavantang api vadeyami sokkhato bhagavata dhammo dhammang namassami suppatibbano bhagava kassama hang buddhan chakkhamman tán dương ân đức của Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Phần phước phát sanh do sự tán dương ân đức Tam Bảo một cách tóm tắt, xin thành kính dâng đến chư tôn đức tăng và xin này những quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam thiện nữ bảo luôn gia hộ quý vị. Thân tâm thường thì cái bài kệ Pháp Cú này đó
Đức Phật ngự tại cái chùa Kỳ Viên, Chê Tá Quán Hát, Quý Hà Rá, và đề cập đến trưởng lão Cú Ma Ra Cách Sá Bát. Thì ở trong cái thời bấy giờ đó, mẹ của cái vị trưởng lão Cú Ma Ra Cách Sá Bát này đó, bà trước khi bà đi xuất gia đó, bà là một cái vị tiểu thư, một cái vị tiểu thư mà rất là đẹp và rất là có cái trí tuệ rất là nhanh lẹ. Mà quý vị biết rằng ở trong cái đoạn mà cuối cái bài kinh đó, nói về khi mà bà gặp con của bà không có nhận cái sự cái nó là đắc được. Thành cái đầu cái bài học này mới nói rằng là và có cái trí tuệ rất là bén nhạy. Bà ở trong cái thở thiếu thờ bà còn là tiểu thư, thích được cái đời sống tu hành, nhưng mà do con nhà nha giá gia giá cha bà sợ không cho, cha bà không cho được, bà không có dám cãi lại. Thì ngắn ngắn thôi. Thì lúc đó có những cái cuộc lễ hội rất là lớn, thì lúc đó bà không có để mà đi dự lễ hội. Thành ra chồng của bà đó rất là rất mực là yêu thương bà, cũng như là không có đi thích cái nơi mà đông đúc người. Thì người chồng mới hỏi gì chứ em cái gì, thì cái người vợ mới trả lời em chỉ thích cái đời sống xuất gia thôi, nếu mà anh mà cho phép là em sẽ thực hiện cái đời sống xuất gia. Mà cũng biết là cũng có cái niềm tin, hỏi lại một lần nữa là vợ mình có thật tình là muốn xuất gia ở cái đời còn tiểu thư, từ hồi mà chưa cũng như là chưa có lấy anh đó. Thì người chồng lúc đó đó, người chồng mới coi như là cho bà đi xuất gia liền. Thì khi đó người chồng tiễn vợ mình đi xuất gia với một cái tâm tư vô cùng hoan hỷ, nên đã thiết đãi điện đà. Thì khi đó đó do không có duyên lành nên cái cô tiểu thư mới đến xuất gia mà ở. Thì khi mà xuất gia một thời gian sau vài tháng sau nên rồi đó, thì ni chúng mới biết bà có thai. Thì lúc bấy giờ đó, bà cũng trình với ni chúng là từ gia đến giờ tôi không có gì hết, thì mới trình cái sự việc này lên cho Đề Bà Đạt Đa, Đề Quá Đắc Tá đó, thì khu Đề Quá Đắc Tá rời chúng, có nghĩa là phạm vào cái tội mà chia rẽ tăng đó quý vị. Cứu hộ quý vị thì kheo ni này đi chúng, mà quý vị biết
rằng á, cái vị một cái sự mà bị trục xuất như vậy, bà nói rằng á, là bà xuất gia với Đức Thế Tôn. À, và gặp Đức Phật. Đó, thì lúc bấy giờ quý vị biết rằng Đức Thế Tôn với cái thiên nhĩ thuần tịnh của Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn đã biết cái chuyện này, nên Đức Thế Tôn đã kêu vua Bá Xê Na đến, rồi ông Cáp Cô Độc và Quý Sa Kha, nói chung là kêu toàn là những người mà có danh tiếng, những người giỏi có danh tiếng, mới minh chứng để lấy lại. Quý vị còn nghe âm thanh với chúng tôi hay không? Dạ, cảm ơn quý vị nhiều. Thì lúc đó đó, quý vị biết bà Quý Sa Kha đó, bà giăng cái màn ở giữa hội chúng luôn. Nó tăng lên bao nhiêu cái sự là trước khi xuất gia hay là sau khi xuất gia. Quý vị thấy bà Quý Sa Kha giỏi không? Không phải là chỉ nghe pháp không đâu, không phải là chỉ có cúng dường không đâu. Khi mà đụng chuyện cần là bà làm được việc liền. Chứ bà không, quý vị thấy không? Có nhiều người ta nói rằng sao biết làm này làm chiều nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp rồi cúng dường cho các vị tân tỳ khu, các vị sa di đó, quý vị thấy không, công việc rất là nhiều. Đến cho cái chuyện này khi cần và một người phụ nữ rất đứng đo từ cái chỗ này đến chỗ kia, cũng như là ở trong kinh mô tả từ tay tới rút nó là bà tính toán là mang thai rồi nhất của bà Lý cái vị đó và vị tỳ kheo ni này trong sạch, cái vị tỳ kheo ni này đã sanh ra một cái đứa con đặt là Kassapa. Kassapa này á là do hồi nãy chúng ta nghe là Cú Ma Ra, Cú Ma Ra. Theo cái thời gian á, thì cái vị này cũng lớn lên, cũng chạy ở xung quanh ở các vị tỳ kheo ni ở trong ni. Rồi lúc đó ông vua Bá Xê Na Đí đó, ông mới thấy được, ông mới hỏi rồi xin về ông làm coi. Rồi dần dần năm tháng lớn lên á, cái vị Cú Ma Ra Sắc Cát Sa Bá này á, chơi với bạn bè đó, mỗi lần bắt cầu mây rồi vân vân, thì những cái đứa trẻ đó khi mà thua cái cũng mà cách chơi, mà mỗi lần chơi thua đó thì cứ mà không do nghe những cái câu này hoài á, thì cái đồng tử này mới đi đến mà hỏi Đức Vua Bá Xê Na Đí, chỉ cho con mẹ con là ai, cha con là ai. Vua mới đầu cũng giống các bà vú nuôi ở trong ở trong cung á, những mẹ con hết á, thì cũng mang ra cái mới nói không được, đại vương nói gì không được, con chỉ có một mẹ sanh ra thôi, một người mẹ sanh ra thôi, xin đại vương hãy chỉ cho con. Thì lúc đó Bá
Thì nơi đấy ông cũng thuộc cái vị đi, ở trong ni viện. Rồi chẩm đã xin con về đây để mà chẩm nuôi, là chẩm nuôi. Thì quý vị thấy khi mà cúng ma rá mà nghe mẹ mình là phí cú ni. Một cái vị gì không đi. Và ngay lập tức lúc đó xin đức vua xuất gia. Khi mà xin đức vua xuất gia rồi á, thì quý vị biết rằng nào, còn rất là trẻ chứng đạo. Khi mà cái vị Cú Ma Rá chứng A La Hán á, thành ra lúc đó quý vị thấy rằng á, có nghĩa là gì, vị này tuổi đời còn trẻ nhưng mà có cái ân đức rất là lớn, có nghĩa là vị A La Hán. Thành ra đó, chúng ta nên nhớ là một cái vị cũng được gọi là một cái vị đại đức, hay là cũng được gọi là một cái vị trưởng nọ đó. Quý vị biết rằng á, đại đức thì đó, mẹ của mẹ sau mười mấy năm trời xa cách rất là mực nhớ Cú Ma Rá, nhớ cái người con của bà. Đoạn đường đi á, bá mừng quá đã nhào tới, đã nhào tới ôm cái người con của mình. Người con của mình đã ăn, ngài mới quán xét bây giờ á, mình lấy đạo quả A La Hán để mà chấm dứt sinh, không có dùng cái tình thương nữa, mà ngài sẽ cứng rắn lên để cho cái người mẹ dứt đi cái sự mà thương yêu nhớ cái người con. Lúc đó ngài mới nói với bà vô đây bà xuất gia rồi, bà đã vô đây xuất gia rồi, tại sao mà không có lo tu hành? Thương chi ở trên đời này có cái gì để mà quý hơn? Thì lúc bà nghe bà cũng buồn, nước mắt bà nó rơi rồi. Quý vị nói cái gì, rất là cái cơ hội vô đây xuất gia rồi, tại sao mà lần này coi như là bà nghe bà muốn xỉu rồi, muốn xỉu rồi. Đó bà đã bình tâm tỉnh trí lại, bà mới nghĩ rằng là mà không có nhận những cái chuyện này thì thôi, mình quay về để mà mình sống cái đời sống phạm hạnh, sống cái đời sống tu hành, chứ mình thương con mình. Thì quý vị thấy rằng á, mà tốt luôn, mà đắc được đạo quả là hắn luôn quý vị. Thì qua những cái sự kiện này rồi á, thì quý vị biết rằng là các nói rằng hai người mà thành ra là thường tịnh của ngài, ngài mới đi đến kia vân vân. Rồi
mới cái thời nay mà Đức Thế Tôn á đã cứu được, và không phải là ở trong cái thời nay. Hai mẹ con này quá khứ làm những con nai á, làm những con nai á, thì hai người này nai cái và nai con rồi ở chung đàn với Đạt Đa, rồi bị cái sự đề bà Đạt Đa hắt hủi có nghĩa là đề bà đó cũng hắt hủi rồi Bồ Tát của mình á là một cái con, cũng là một ngài chúa, mình ra cũng đã cứu hai mẹ con người này rồi á, thì quý vị thấy rằng là Đức Phật thiết lên cái đại mà như lúc đầu có nghĩa là tự mình y chỉ mình, nào có y chỉ khác, nhờ khéo điều phục mình được y chỉ khó được. Thì quý vị thấy rằng ở đây qua chuyện này, ý nghĩa của câu kệ này, thì cái câu kệ nói lên thì chúng ta thấy rằng là đời sống ngày qua mình gặp được cái hội chúng là do nghiệp quả mình đã gieo trồng ở trong quá khứ. Cái nhân bị vào ở trong cái giảng về pháp cú hoặc là quý vị nghe về Phật pháp trong quá khứ, chắc có lẽ rằng quý vị cũng đã từng trồng cái hạt giống có nghĩa là nhiều mình cũng ra tiền gì đó để mình không có tu nè, nhưng mà mình cũng khuyến khích hôm nay có mặt ở trong cái hội, nếu mà ở ở trong quá khứ cái câu thơ đó hoặc là những cái bài ca đó vân vân, thì bây giờ chúng cái phòng ca nhạc đó, cái phòng chia sẻ đó, thành ra đó ở trong cái bài học biết rằng là hạnh phúc hay là đau khổ, chúng ta có cái hội chúng như thế nào là do nhân duyên từng gieo trồng giống đó. Khi mà chúng ta hưởng cái quả này đó thì tiếp tục những cái nhân là chúng ta sẽ gieo trồng những cái nhân mới. Cũng như quý vị thấy rằng em mình là một quý vị thì nên đã lập tâm xuất gia liền, đã lập tâm xuất gia liền. Khi mà sĩ học đề mục của Đức Phật rồi lo thì coi như là ngày đêm thương nhớ con mình, ngày đêm thương nhớ con ngày năm trời. Bà rồi bà lo mà xuất gia, bà nhớ bà thương chi đó, bà nghe bà tỉnh rồi tỉnh rồi bà quay trở về, không có chỗ nào nương tựa đó, pháp mình ở trong tâm. Bà ngồi bà chuyên tu bà lo bà quán xét như vậy đó, thành ra đó thì ở đời này đó bạn, quý vị thấy rằng có nhiều người người ta nghĩ rằng tôi có con trai
lớn nè, rằng là chắc sau này á, những người con họ sẽ lo cho mình, họ sẽ lo cho mình. Rồi còn những người người mà không có con, giờ mình không có con cháu á, rồi ai lo, mai mốt ai lo cho mình, mốt mình già ai đưa cháu cho mình ăn đồ này kia. Thật sự những vị trong chùa cũng vậy, à, những vị tu trong chùa, quý vị biết không, nhiều lúc chúng tôi ngồi chúng tôi nghe vị nói, tôi có hiếu lắm, lâu lâu nó cũng gì đó, rồi có con trai với con dâu vậy đó. Ngày chúng tôi nhìn lại cái bản thân mình á, chúng tôi nghĩ ủa mình đâu có con trai con gái gì, ai mốt mình bệnh nằm trên giường bệnh ai lo, nghe theo chỉ là mình buồn quý vị, mình buồn rồi mình lo sợ, mình buồn rồi mình lo sợ. Nhưng mà quý vị nhìn ra mà ở thực tế ở ngoài đời á, quý vị thấy như ý không? Không hết. Rồi có người thì không có con nào hết, nó lo. Tự nhiên cháu nó lo, hoặc là bạn đạo lo. Người này người kia lo không bị. Còn nếu mà chúng ta sắp xếp thì đủ cái sự kiện để mà nó phá vỡ cái điều đó, thí dụ